Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Liên minh châu Âu đã mất quyền tự chủ địa chính trị, không chỉ trên trường quốc tế mà ngay tại châu Âu. Trên thực tế, Liên minh châu Âu không thể hành động độc lập không những trên trường quốc tế mà ngay cả tại châu Âu. Ông Medvedev viết trên mạng xã hội Vkontakte cho rằng các nước EU đang nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào từ Mỹ và Anh. Theo ông Medvedev, giấc mơ EU là trụ cột của trật tự thế giới đã tan biến khi khối này để mất tư cách trung gian hòa giải quốc tế trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Ông Medvedev cho rằng hợp tác năng lượng giữa châu Âu và Nga đã bị đóng băng trong thời gian dài và EU đang trải qua thời kỳ khó khăn. Châu Âu tự bắn vào chân mình khi từ chối hợp tác năng lượng với đất nước chúng ta. Lĩnh vực này đã bị thiệt hại hoặc đóng băng trong thời gian rất dài. Còn Mỹ thì đang vui vẻ bán LNG, khí đốt hóa lỏng cho châu Âu với giá cao gấp 3 lần, cựu Tổng thống Nga viết. Ông Medvedev cũng lưu ý rằng các nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vốn từng là động lực tăng trưởng của EU trong nhiều năm, đã gặp suy thoái và sẽ phục hồi chậm. Ông chỉ ra rằng Ủy ban châu Âu đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho khu vực đồng euro vào năm 2023 từ 1,1% xuống 0,8%. Theo ông Medvedev, không ai có thể đảm bảo rằng mùa đông sắp tới sẽ ấm áp như vừa qua và LNG của Mỹ sẽ không thể giúp ích nhiều cho EU. Châu Âu cuối cùng đã từ bỏ chính sách giá cả, đảm bảo sự thịnh vượng của họ cách đây vài năm. Hãy để họ tự an ủi mình với ý nghĩ cho rằng họ không còn phụ thuộc vào năng lượng từ nước Nga đáng ghét nữa, ông nhấn mạnh. Sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, EU cùng Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp lệnh trừng phạt với Nga. EU cũng đồng ý giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga càng sớm càng tốt. Cuộc xung đột ở Ukraine cùng nhiều yếu tố khác như nhu cầu tiêu dùng yếu, lãi suất và chi phí cao, thảm họa tự nhiên đã khiến nền kinh tế EU mất đà tăng trưởng dù tránh được suy thoái sau mùa đông theo Euronews. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.